Trước ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khi tìm kiếm từ khóa Tuấn Sucker là ai, trên các công cụ tìm kiếm, người ta vẫn còn thấy những bài viết nói về một nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ. Bởi Tuấn Sucker từng được xem là một giám đốc sáng tạo, gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội. Tuy nhiên, từ ngày 25 tháng 1 năm 2023, thông tin về việc Tuấn Sucker bị công an thị xã Sapa tại tỉnh Lào Cai tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đang gây xôn xao dư luận. Thông tin từ công an thị xã Sapa cho biết đơn vị đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự đối với Trương Ngọc Hà Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Sucker, 38 tuổi, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trước khi trở thành hot vlogger của kênh Radio 2 thời đầu những năm 2000 có tên là Big Dot Family, Tuấn Sucker còn được các bạn trẻ biết đến là giám đốc nội dung của fanpage nổi tiếng BitVN, hiện có hơn 3,1 triệu lượt thích. Ngoài ra, Tuấn Sucker còn là quản lý truyền thông của một trang thông tin điện tử tổng hợp lớn. Từng xuất hiện trong nhiều bài báo với tư cách là nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ, Tuấn Sucker được xem là một giám đốc sáng tạo, gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội. Ngoài ra, Tuấn Sucker còn là một TikToker với gần 30.000 người theo dõi. Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an thị xã Sapa đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn. Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 24 tháng 1 năm 2023, Công an thị xã Sapa đã kiểm tra và phát hiện Tuấn Sucker có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ số 704 khách sạn Pulse ở phường Cầu Mây, thị xã Sapa. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm gần 30 gram ma túy, trong đó có ma túy tổng hợp MDMA, ma túy ketamin, cần sa và một số loại nghi là ma túy tổng hợp khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đồng thời đưa Tuấn Sucker về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu Tuấn Sucker khai nhận đã đi từ Hà Nội lên thị xã Sapa, rồi thuê phòng khách sạn để nghỉ lại. Toàn bộ ma túy do Tuấn mang đi từ nhà để sử dụng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.